Lầu đế tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 17 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc tại sao lễ Giáng sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tín Khải phụ trách về đề tài sức sinh động của đền thánh đức bà Syracuse và việc tôn sùng đức mẹ sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày. Vatican, hôm qua 16 tháng 12, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Lui Mari Linh Mang Khanh Nách làm tân đại diện tông tòa thủ đô Viên chăn của Lào, kế nhiệm Đức Cha Giang Kham Se Vi Tha Vong, 75 tuổi, về hưu. Cho đến nay, Đức Hồng Y Lui Mari Linh là đại diện tông tòa Park Se, Ngài thuộc tu hội Thánh Ý Thiên Chúa, Năm nay 73 tuổi, thụ phong linh mục năm 1972 và làm giám mục tại Paxe từ 17 năm nay. Hạt đại diện tông tòa này có 15.120 tín hữu công giáo với 6 linh mục giáo phận và 1 linh mục dòng. Ngày 28 tháng 6 năm nay, Đức cha Louis Marie Linh được Đức Thánh cha Phan Xico bổ nhiệm làm hồng y tiên khởi của giáo hội tại Lào. Hạt đại diện tông tòa viên trăn hiện có 15.473 tín hữu công giáo. Theo nên giám năm nay của tòa thánh, tại đây có 23 giáo sứ nhưng chỉ có một linh mục giáo phận và 7 linh mục dòng. Giáo hội công giáo tại Lào hiện có khoảng 45.000 tín hữu. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 12 dành cho giới báo chí Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi thông tin chính xác và tránh xu hướng tìm kiếm những tin tức giật gân, thiếu kiểm chứng hiện diện tại buổi tiếp kiến có các thành viên Hiệp hội các tạp chí Italia và Liên đoàn các tuần báo công giáo Italia. Họ đại diện cho khoảng 3.000 báo chí đủ loại, từ báo in trên giấy cho đến những báo trực tuyến. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của các cơ quan thông tin này và sứ mạng quan trọng của các ký giả là thông tin chính xác. Cống hiến cho mọi người những tin tức xác thực bao nhiêu có thể. Đức Thánh Cha nói. Tiếng nói tự do và trách nhiệm của anh chị em là điều rất quan trọng cho sự tăng trưởng của bất kỳ xã hội nào muốn là dân chủ để đảm bảo một sự liên tục trao đổi các ý tưởng và thảo luận hữu ích dựa trên các dữ kiện có thật và được thuật lại chính xác. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng trong thời đại chúng ta thường bị lo lắng vì vận tốc, vì ước muốn truyền đi những tin tức giật gân mà ít để ý đến sự chính xác và đầy đủ, bị cảm xúc hướng dẫn thay vì những suy tư chính chắn. người ta cảm thấy sự cần thiết của thông tin đáng tin cậy với những dữ kiện và tin tức được kiểm chứng, không nhắm gây ngạc nhiên và cảm xúc, nhưng chú ý làm tăng trưởng nơi các độc giả một ý thức lành mạnh phê bình giúp họ đặt những câu hỏi thích hợp và đạt tới những kết luận có lý chứng. Đức Thánh Cha nhắc nhở các ký giả tránh những chiến dịch tuyên truyền lèo lái thực tại và dư luận, tạo nên những hóa mù báo chí vô ích. Cũng trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha nhắc đến liên đoàn các tuần báo công giáo Italia đang kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài đề cao các tuần báo của các giáo phận có thể là những dụng cụ hữu ích để loan báo tin mừng, một môi trường trong đó đời sống của giáo phận có thể được diễn tả hữu hiệu và các thành phần khác nhau của giáo hội có thể dễ dàng đối thoại và đả thông với nhau. Đức Thánh Cha nói, làm việc trong tuần báo giáo phận có nghĩa là đồng cảm đặc biệt với giáo hội địa phương, sống sự gần gũi với dân chúng tại thành phố và các làng mạc, nhất là đọc các biến cố dưới ánh sáng tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Những yếu tố này có thể là địa bàn hướng dẫn đặc biệt cách làm báo, thông truyền các tin tức và trình bày các ý kiến. Vatican Tòa Thánh bày tỏ sự gần gũi với giáo hội công giáo tại Australia sau khi phúc trình chung kết của Ủy ban Hoàng gia được công bố về những vụ lạm dụng tính dục tại nước này. Trong thông cáo công bố chiều ngày 15 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng phúc trình chung kết của ủy ban hoàng gia về những câu trả lời của các cơ chế đối với những vụ lạm dụng tính dục trẻ em ở australia là một kết quả của những nỗ lực kỹ lưỡng do ủy ban thực hiện trong những năm vừa qua và đáng được nghiên cứu sâu rộng tòa thánh tiếp tục gần gũi với giáo hội công giáo tại australia các tín hữu giáo dân tu sĩ và giáo sĩ, đồng thời lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân và những người sống sót trong cố gắng mang lại sự chữa lành và công lý. Trong cuộc gặp gỡ gần đây với Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng giáo hội được kêu gọi trở thành nơi cảm thương nhất là cho những người đã chịu đau khổ. Và Ngài lập lại rằng Giáo hội dấn thân trong việc kiến tạo những môi trường, mang lại sự bảo vệ cho tất cả các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Ủy ban Hoàng gia đã làm việc trong 5 năm, thu thập những lời cung khai của hơn 15.000 người và nghe riêng hơn 8.000 nạn nhân. Ngoài ra, ủy ban cũng thu thập được 1.200.000 tài liệu xác định danh tánh của hơn 4.000 tổ chức, trong đó có xảy ra những vụ lạm dụng trong những thập niên gần đây gần 2.600 người bị báo với cảnh sát và nhà chức trách khác và 230 vụ khởi tố được thi hành. Trong số nhiều đề nghị được Ủy ban Hoàng gia điều tra về lạm dụng, cũng có những đề nghị không thể chấp nhận được đối với giáo hội công giáo. Đó là ban hành luật buộc các cha giải tội phải tố cáo những vụ lạm dụng tính dục trẻ em mà các vị biết được trong tòa giải tội. Về vấn đề này, Đức cha Dennis Hart, Tổng giám mục giáo phận Melbourne, Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia, tuyên bố rằng bí mật tòa giải tội là điều bất khả xâm phạm và không thể bị hủy bỏ. Ngài nói, tôi không thể vi phạm bí mật này. Hình phạt cho linh mục nào tiết lộ bí mật tòa giải tội là vạ tuyệt thông, bị coi là ở ngoài giáo hội. Tôi tôn trọng luật lệ của quốc gia và tín nhiệm luật này, nhưng luật giữ bí mật tòa giải tội là nghĩa vụ thánh thiêng, một nghĩa vụ tinh thần trước mặt Chúa mà tôi phải tôn kính. Đức Tổng giám mục giải thích rằng nếu có hối nhân nào xưng tội lạm dụng tình dục trẻ em, thì họ phải được khuyến khích nhìn nhận các tội ác của họ ngoài tòa giải tội và tố cáo các tội đó với cảnh sát. Một đề tài khác của ủy ban hoàng gia là đề nghị giáo hội Công giáo bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Về điểm này, Đức tổng giám mục hạt nói các giám mục Australia sẽ chuyển những đề nghị về luật độc thân cho tòa thánh, nhưng tôi tin rằng có những giá trị đích thực trong việc độc thân. Ủy ban Hoàng gia thấy rằng độc thân không phải là nguyên nhân trực tiếp đưa đến sự lạm dụng tính dục trẻ em, nhưng là một yếu tố góp phần đưa tới sự lạm dụng, nhất là khi nó hợp với những yếu tố khác gây nguy hiểm. Trong phúc trình của Ủy ban Hoàng gia có đoạn viết, chúng tôi kết luận rằng có một nguy cơ lớn lạm dụng tính dục khi giáo sĩ hoặc nam tu sĩ bó buộc độc thân tiếp xúc với các trẻ em trong một số tổ chức công giáo như trường học, trường nội trú hoặc giáo xứ. Đương kim Thủ tướng Australia hiện nay là ông Malcolm Turnbull, một người công giáo, khuyến khích mọi người dân nước này đọc phúc trình và nói rằng điều mà ủy ban đã làm là trình bày một thảm trạng của quốc gia. Đó là một việc làm nổi bật về tình thương và tôi cảm ơn các thành viên ủy ban cũng như những người đã có can đảm kể lại chuyện của họ. Manila, hôm 14 tháng 12 vừa qua, các giám mục Philippines kêu gọi chính phủ cưng tấn công các phần tử của giáo hội và bảo vệ các vị lãnh đạo tôn giáo. Lời kêu gọi này được đưa ra sau vụ một linh mục và một mục sư bị giết trong tuần lễ trước đây. Trong thông cáo Đức cha Rolando Tirona, Chủ tịch Ủy ban Hành động Xã hội Công lý và Hòa bình của các giám mục Philippines nói rằng Chính phủ cần bảo vệ các nhân viên của giáo hội chống lại những kẻ tìm cách làm hại họ kể cả những nhân viên an ninh của chính phủ. Chúng tôi kêu gọi chính phủ ngăn chặn các lực lượng an ninh của mình đừng làm những hành vi bạo lực chống lại các nhân viên của giáo hội là những người dân thân phục vụ và làm việc với những người nghèo để giúp họ phát triển. Đức cha Tirono nói thêm rằng Thay vì coi các nhân viên của giáo hội là kẻ thù của nhà nước, chính phủ phải coi họ như những người đối tác trong việc phục vụ nhân dân. Các nhân viên của giáo hội chỉ bổ túc hoạt động của chính phủ trong việc thăng tiến, bảo vệ và thực thi các nhân quyền của người dân Philippines hầu mưu công ích. Trong tuần lễ trước đây, cha Marcelito Tito Paez thuộc giáo phận San Jose trong tỉnh Nueva Ecija và mục sư Lovelito Quirones thuộc giáo sứ vinh quang của vua ở Mindoro đã bị giết. Cha Paes bị những kẻ lạ mặt võ trang bắn chết, còn mục sư Quirones bị thiệt mạng trong cuộc chạm súng giữa quân đội và phiến quân quân đội nhân dân. Đức cha Tirona nói rằng việc giết hại hai giáo sĩ có thể coi như những cuộc tấn công giáo hội. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Trong phần thứ hai của buổi phát, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện xin cho con biết đón tiếp Chúa khi Ngài đến. Thật đáng tiếc khi đọc lời của Thánh Gioan được viết trong sách tin mừng rằng Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người ở đây là ngôi hai thiên chúa là Chúa Giêsu. xu khi đọc tiếp về thứ hai chúng ta cảm thấy được ấm lòng. Còn những ai đón nhận thì người ban cho họ quyền trở nên con thiên chúa. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh mà tâm hồn con hãy còn ngổn ngang quá. Xin cho con biết sẵn lòng đón nhận Chúa mỗi khi người ghé thăm tâm hồn con, mỗi khi người muốn ghé thăm nhà chúng con. Còn nhớ tới những người chủ nhà trọ, họ không chịu đón tiếp Thánh Giuse và Mẹ Maria họ không chịu đón tiếp hải như giê -xu sắp chào đời. Có lẽ con cũng giống như họ thôi, có thể bởi vì đã hết chỗ, có thể bởi vì con có quá nhiều ưu tiên khác mà Chúa thì bị xếp xó và không thuộc những ưu tiên của con. Có thể là còn chỗ trọ, nhưng con không thích đón tiếp một cặp vợ chồng nhà quê nghèo. Có lẽ là còn chỗ trọ, nhưng con quan tâm đến lợi nhuận và kinh tế hơn là con người, nên con cho rằng tiếp đón những người nghèo hèn như thế thì chẳng đáng là gì và như thế chúa đi vào giữa những gì là nghèo hèn bé nhỏ giữa những gì thế gian cho là chẳng đáng kể giữa những gì thế gian cười chê ngày nay vẫn thế thôi nghèo dễ bị cho là hèn nghèo thì đương nhiên là khó nghèo thì đương nhiên là khổ giàu thường được cho là sang giàu chưa chắc là hạnh phúc nhưng chắc chắn là sướng có tiền hầu như mua gì cũng được đúng là không phải cứ có tiền là mua được mọi sự. Nhưng nếu không có tiền, hầu chắc chẳng mua được gì. Ngày xưa, thời Chúa Giêsu người ta có thể dùng tiền để mua được quyền công dân Roma. Ngày nay cũng thế. Người có tiền có thể đi khắp thế giới, có thể mua được quyền công dân của bất cứ nước nào họ muốn, bất cứ nước Mỹ hoặc nước Âu Châu nào. Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, đồng tiền ngày càng tỏ cho thấy sức mạnh và uy thế của nó có tiền thì kẻ rước người đón, người người cát tụng, báo chí đưa tin, vân vân. không có tiền thì đói rét, chết ra đó người ta cũng chẳng thèm đoái hoài tới. có lẽ sự phân cực xã hội thời nay còn khủng khiếp hơn thời chúa giêsu rất nhiều. nói nhiều về những bất công xã hội thì chỉ thêm cực lòng và nhiều người không thích. nhưng thực tế cuộc sống cứ rành rành ra đó, đành rằng chẳng bao giờ hết bất công nhưng hãy nhìn đến những con người đang từng ngày từng giờ chịu bao nhiêu cảnh cùng cực ấy hải như giê xu không chỉ chịu cảnh thờ ơ của những người chủ quán trọ ngài còn chịu cảnh thờ ơ của những chuyên viên kinh thánh trong hoàng cung của vua hérode khi ngài tin ba vua từ phương đông hỏi thăm về vị vua mới sinh thì hérode và cả thành jerusalem đều xôn xao náo động họ chẳng hay biết điều gì đang diễn ra thế là vua hérode cho gọi các bậc chuyên viên kinh thánh đến họ cho biết là vị tân vương ấy sinh ra tại Bethlehem. Những chuyên viên ấy, có lẽ họ chỉ quan tâm đến việc chuyên nghiên cứu này nọ cho thỏa chí thỏa lòng, cho đạt được những bằng cấp chức vụ này kia, cho đạt được công danh sự nghiệp. Chứ đối với họ, vị vua mới sinh ấy cũng chẳng có gì là quan trọng. Có lẽ họ chẳng có gì gọi là khao khát tìm kiếm, chẳng có gì gọi là ước mong gặp gỡ. Có lẽ đối với họ, nghề nghiệp và công danh là đủ chẳng cần gì hơn cũng chẳng tha thiết gì đến điều gọi là ơn cứu độ thế mới biết đối với những ai tự cho mình là giàu có về tiền bạc giàu có về chức vị giàu có về học thức thì hầu như chúa chẳng còn chỗ trong lòng họ có lẽ chúa chẳng có chỗ trong các mối quan tâm của họ có lẽ họ thờ ơ với chúa thì cũng thật dễ hiểu chẳng thế mà có lần chúa giêsu nói con lạc đà chu qua lỗ kim còn khó hơn người giàu có vào nước thiên chúa nói thế không phải là vơ đũa cả nắm vì chính ba vua là những người rất giàu có đồng thời các ngài cũng rất tuyệt vời ba vua từ phương đông bị coi là những kẻ ngoại đạo vậy mà các ngài khao khát kiếm tìm các ngài thao thức tìm kiếm với ánh sao trên bầu trời cao và ánh sao trong nội tâm sâu thẳm các ngài chẳng hiểu biết gì về kinh thánh nhưng các ngài có lương tâm ngay thẳng có lương tâm trong sáng các ngài tìm kiếm thiên chúa với tất cả năng lực với tất cả khả năng của các ngài nếu như ba vua kiếm tìm chúa nhờ ánh sao chỉ đường thì các mục đồng biết được chúa nhờ có thiên thần dẫn lối các mục đồng vui tươi phấn khởi vì một trẻ thơ chào đời có lẽ các mục đồng vui mừng biết mấy khi chung chia hạnh phúc với một gia đình nhỏ hạnh phúc to như gia đình thánh gia Giờ đây, tất cả cái thở ơ lạnh lẽo hững hờ của người ta đều tan biến, vì giờ đây là niềm vui to nhỏ của tình chúa tình người quây quần ấm áp. Có lẽ nơi hang đá nhỏ khi ấy chăn ngập tiếng cười nói thăm hỏi, cái vui tê hồn nhiên giản dị lấp đầy không gian. Đó là niềm vui của một trẻ thơ chào đời, niềm vui của gia đình, của người thân, của tình người, niềm vui của những con chiên con bò, niềm vui của các thiên thần ca vang nếu ai đó chưa từng cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời thì hãy cầu nguyện với hang đá bê lem bé nhỏ cùng hải nhi giê dễ thương cùng gia đình thánh gia thanh bẩn dễ mến cùng các mục đồng vui tế hồn nhiên cùng những con chiên con bò đáng yêu cùng khung cảnh thanh bình tuy chút lạnh lẽo nhưng chứa chan hạnh phúc niềm vui và hương thơm ấy lan tỏa ngạt ngào khắp không gian đất trời tục chương trình, Mai Anh và Linh Mộc Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc. Tại sao lễ Giáng sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12? Kính thưa quý vị thính giả, có một thính giả gửi thư hỏi như sau: Thưa cha, trong sở làm của con có một đồng nghiệp là thành viên giáo phái chứng nhân Jehovah. Anh ta nói với con rằng lễ Giáng sinh là một lễ của dân ngoại và Đức Jesus không sinh ra ngày 25 tháng 12. Thế thì con phải trả lời thế nào? Chúa Kitô sinh ra ngày nào thưa cha? Kinh thánh cũng như các giáo hội Kitô không hề nói rằng Chúa Giêsu sinh ra đúng ngày 25 tháng 12. Khi cử hành lễ Giáng sinh, các tín hữu Kitô không tưởng niệm một ngày tháng, nhưng cử hành và mừng biến cố Chúa cứu thế, còn Thiên Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Thánh Kinh dạy rằng Đức Kitô đã sinh ra, đó là điều cốt yếu. Sự kiện chúng ta không biết rõ ngày tháng chính xác của biến cố ấy không phải là điều quan trọng và không hủy bỏ thực tại Chúa cứu thế Giáng sinh. Nói khác đi sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh trong thời vua Herod, theo như phúc âm Thánh Matthew đã thuật lại, là một sự kiện lịch sử và đó cũng là một chân lý thuộc đức tin. Nhưng Chúa Giêsu Giáng sinh năm nào, ngày nào và giờ nào, đó là một vấn đề mà các sử gia cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn xác quyết được. Theo ý kiến chung cho đến nay vẫn được đại đa số các học giả chấp nhận đó là Chúa Giêsu sinh cách đây không phải 2017 năm, nhưng có thể trước đó 6-7 năm. Nguyên do như sau, có một tu sĩ học giả người Sít sống ở Roma vào thế kỷ thứ 6 sau Chúa giáng sinh. Ngài tên là Dionysius Exiguus hay là Danny nhỏ người. Thầy đem đối chiếu các văn bản Phúc âm với lịch sử của đế quốc La Mã và Hy Lạp để đi tới kết luận rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào năm 754 sau ngày thành Roma được thiết lập và thầy đặt năm đó là năm thứ nhất. Nghĩa là theo đề nghị của thầy Đờ-ni, năm 532, Giáo hội Công giáo quyết định tính năm từ ngày mùng 1 tháng Giêng sau Chúa Giêsu sinh ra, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ nhất, tương đương với ngày mùng 1 tháng Giêng năm 754. Kể từ khi thành lập thành Roma, Tới thế kỷ 19 thì một số sử gia khám phá ra sự kiện này là vì không đủ tài liệu nghiên cứu điều tra nên thầy Denis nhỏ người ấy đã lầm lẫn khoảng 6 hay là 7 năm và đúng ra phải nói là Chúa Giêsu đã Giáng sinh vào năm thứ 6 hoặc là thứ bảy trước Tây Lịch, nghĩa là vào năm thứ nhất của kỷ nguyên hiện nay. Lúc đó Chúa Giêsu đã 6-7 tuổi rồi. Một số sử gia khác cho rằng Chúa Giêsu đã sinh ra vào khoảng năm thứ năm hoặc là thứ tư trước kỷ nguyên. Tới thế kỷ 20 thì có một số nhà thiên văn cũng muốn xác định năm chính xác Chúa Giêsu sinh ra dựa theo năm xuất hiện của sao trổi Hark-lê mà các đạo sĩ đã thấy. Có người đưa ra giả thuyết Chúa Giêsu sinh ra năm thứ 12 trước kỷ nguyên. Có người thì cho rằng Ngài sinh ra năm thứ bảy trước kỷ nguyên, Sử gia Daniel Rup thuộc Hàn Lâm Biện Pháp đã viết trong cuốn Jésus en son temps, Chúa Giêsu trong thời đại của Ngài rằng chúng ta có thể nói Chúa Giêsu sinh vào khoảng giữa năm thứ 8 và thứ 4 trước kỷ nguyên chúng ta. Chắc chắn hơn là vào năm thứ 6 trước kỷ nguyên. Và lại sự do dự ấy đối với cuộc đời của Chúa chỉ có một tầm quan trọng thật nhỏ bé khi người ta nhận định rằng chính Thánh Luca đã viết khi Chúa Giêsu khởi sự thi hành sứ vụ của mình thì ngài trạc độ 30 tuổi. Như vậy làm sao mà việc cử hành lễ giáng sinh được xác định vào ngày 25 tháng 12 thưa cha? Sở dĩ ngày 25 tháng 12 được chọn để mừng lễ giáng sinh theo một truyền thống cổ kính. Sử liệu đầu tiên nói về lễ giáng sinh là ngày 25 tháng 12 mà người ta còn giữ được là vào năm 336 mãi đến năm 440 thì ngày 25 tháng 12 mới được thế giới chọn làm ngày lễ Giáng sinh. Giáo hội chọn ngày này là để thay thế lễ nghi của dân ngoại trong đế quốc Roma thời đó vẫn kính thần mặt trời Mithra, hoặc là mặt trời thắng trận. Vì ngày thu phân 21 tháng 9 là ngày và đêm bằng nhau, và từ đó trở đi thì ngày càng vắn lại và đêm càng dài ra, cho đến ngày đông Chí thì ngày vắn nhất và đêm dài nhất nhưng từ ngày 25 tháng 12, theo cách tính của người xưa, ngày nay là 21 tháng 12 trở đi, thì tiến trình lại đảo ngược lại, tức là ngày càng dài ra và đêm càng ngắn đi. Nói cách khác, tức là từ đó trở đi mặt trời ngày càng thắng đêm tối. Để đánh dấu biến cố đó, dân ngoại tổ chức ăn mừng thần mặt trời Mitra của họ. Vì muốn thu phục lòng tin tưởng của quần chúng, nên giáo hội đã thay thế lễ kính thần mặt trời bằng lễ sinh nhật Chúa Giêsu và vì thế ngày lễ Giáng sinh 15 tháng 12 Chúa Giêsu cũng được gọi là mặt trời công chính xuất hiện để thắng bóng tối của tội lỗi và quyền phép ma quỷ như lời ngôn sứ Malakia đã nói trước đó mặt trời công chính sẽ mọc lên trên các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta Malakia đoạn 4 câu 2 vì những sự kiện đó các tín hữu Kitô cũng gọi Chúa Giêsu là ánh sáng các dân nước, mặt trời mới, mặt trời và là ngày đích thực. Chúng ta cũng ghi nhận một sự kiện nữa là như Phúc Âm đất thuật lại lời thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và nói rằng bà Isave đã có thai 6 tháng rồi. Vì thế mà ngày sinh của Thánh Doan Tiền Hô được xác định là ngày 24 tháng 6, tức là 6 tháng trước lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu và lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria được xác định vào ngày 25 tháng 3, tức là đúng 9 tháng trước Chúa sinh ra. Cũng nên nói thêm rằng các giáo hội đông phương, ví dụ giáo hội chính thống, không mừng lễ Giáng sinh cùng một ngày với đại đa số các giáo hội Kitô ở Tây Phương. Lý do vì việc chọn ngày để mừng lễ chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi. Và thế kỷ thứ ba, giáo phụ Clement thành Alexandria bên Ai Cập đã mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 19 tháng 4. Thưa cha, vào ngày mùng 7 tháng Giêng, Đức Thánh Cha thường chúc mừng các tín hữu chính thống nhân dịp họ mừng lễ Giáng sinh. Tại sao lại có sự khác biệt như thế ạ? À? Trong các giáo hội Kitô ở Đông Phương, như giáo hội chính thống hoặc là một số giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương thì vẫn mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày mùng 6 tháng riêng. Lý do có sự chênh lệch này là vì họ theo lịch Giuliano, còn chúng ta thì theo lịch Gregoriano. Ban đầu thế giới Kitô đều theo lịch Giuliano là lịch có từ năm 45 trước Chúa Kitô Giáng sinh. Nhưng năm 1582, Đức Giáo Hoàng Gregorio 13 quyết định cải tổ lịch Giuliano. Lý do là vì kể từ khi bắt đầu được chấp nhận cho đến lúc đó, tức là trong vòng 1627 năm, lịch Giuliano đã bị trễ mất 10 ngày, tức là mỗi năm trễ mất 11 phút 14 giây. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Gregorio quyết định rằng sau ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 10 năm 1582, thì lịch sẽ nhảy lên 10 ngày, tức là trở thành ngày thứ Sáu, 15 tháng 10. Lịch Gregoriano dần dần được chấp nhận trong hầu hết các quốc gia, kể cả các nước theo tin lành nhưng các tín hữu chính thống đông phương nhất định không chịu chấp nhận sự thay đổi đó và nói rằng thứ tự các ngày trong tuần là do thiên chúa tạo nên, do đó con người không được phép thay đổi. Vì thế, họ vẫn giữ nguyên lịch cũ. Vì vậy, ngày mùng 6 tháng Giêng mà các giáo hội chính thống và một số giáo hội công giáo nghi lễ đông phương cử hành ngày lễ giáng sinh xuất phát từ đó. Điều này chỉ còn lại trong các nghi lễ của các giáo hội đông phương mà thôi. Trong đời sống xã hội thực tế thì bây giờ lịch Gregoriano được chấp nhận trên toàn thế giới. Tóm lại, việc xác định ngày lễ Chúa Giáng sinh hoặc là xác định năm sinh chính xác của Ngài chỉ có tính cách tượng trưng và quy ước chứ không thuộc về đức tin của giáo hội và các tín hữu. Nghĩa là chúng ta chỉ buộc phải tin Chúa Giêsu -xu xuống thế làm người thực sự để cứu chuộc nhân loại, chứ chúng ta không buộc phải tin Chúa Giêsu sinh ra ngày nào, giờ nào. Và các phúc âm cũng không được viết ra với mục đích nghiên cứu lịch sử hoặc là nghiên cứu thiên văn, nhưng với mục đích truyền đạt sứ điệp cứu độ cho con người. Điều đáng tiếc là các tín đồ giáo phái chứng nhân Jehovah dựa vào chi tiết phụ thuộc là vấn đề ngày tháng để không mừng lễ Chúa Giáng sinh. Thực ra, Charles Taser Russell, người sáng lập giáo phái chứng nhân Jehovah vẫn mừng lễ Giáng sinh, như tài liệu của giáo phái này cho biết. Vào thời mục sư Russell, người ta cử hành lễ Giáng sinh trong một nhà thánh kinh cũ ở Allegheny, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Và dịp Giáng sinh, mục sư Russell tặng cho mỗi thành phần gia đình, nhà thánh kinh, những đồng tiền năm hoặc là 10 Mỹ Kim bằng vàng. Cũng có một cây thâu Giáng sinh trong phòng của Bethel, Thay vì lời chào quen thuộc hàng ngày, mục sư Russell chúc mừng giáng sinh cho tất cả mọi người. 14 năm sau khi mục sư Russell qua đời và 10 năm cai quản của người kế vị là ông Joseph Franklin Rutherford, tức là năm 1928, giới lãnh đạo giáo phái này mới bắt đầu quả quyết rằng từ nay chứng nhân Jehovah không mừng lễ giáng sinh nữa. Trước khi kết thúc chương trình Linh tiến khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài sức sinh động của đền thánh đức bà Syracuse và việc tôn sùng đức mẹ. Kính thưa quý vị thính giả, để lưu truyền sứ điệp của biến cố ảnh Đức Mẹ khóc tại Syracuse trong phiên họp ngày 11 tháng 12 năm 1953, Hội đồng Giám mục vùng Sicilia đã quyết định xây một đền thánh kính Đức Trinh Nữ rất thánh của các giọt lệ. Ngày 29 tháng Giêng năm 1954, Đức Tổng Giám mục Syracuse đưa ra lời kêu gọi thế giới công giáo trợ giúp cho việc thực hiện dự án này và tổ chức một cuộc thi quốc tế. Tham dự cuộc thi tuyển đã có 100 dự án đến từ 17 quốc gia. Cuộc thi tuyển dự án đền thánh có khẩu hiệu là Triều Thiên với 9 tia sáng màu trắng trên nền xanh do một ủy ban quốc tế duyệt xét và chấm thi. Dự án của hai kiến trúc sư người Pháp là Michel Androl và Pierre Parat tại Paris đã trúng tuyển và công việc xây đền thánh bắt đầu hồi năm 1966 vì mô hình vô cùng tân thời của đền thánh, ngay từ đầu đã nảy sinh ra nhiều tranh luận từ phía dân chúng thành phố. Chính các tranh luận này đã khiến cho công trình xây cất chậm lại và đền thánh đã chỉ được hoàn thành năm 1994. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 1994, Đức Doan Phaolô II đã chủ sự lễ khánh thành đền thánh. Và 8 năm sau, Ngài nâng đền thánh lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Hầm đền thờ đã được khánh thành ngày 28 tháng 8 năm 1968. Hình tròn, có đường kính 40 m và có chỗ rộng rãi cho hơn 2.000 tín hữu. Trong gian bên cạnh có 8 nhà nguyện và 3 phòng lớn là nơi cử hành bí tích hòa giải. Các nhà nguyện được trang hoàng với các bức khảm đá màu dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Phan Thành Assisi, Thánh Giá, Hai Thánh Phaero Thánh Corrado Confalonieri, thánh nữ Agatha, thánh Lucia và thánh gia. Trong nhà thờ bên trên cũng có các nhà nguyện, bên phải là nhà nguyện tấm khăn liệm, nhà nguyện thánh Giuse và thánh Lucia. Bên trái là nhà nguyện thánh thể, bàn thờ bác ái và nhà nguyện thánh Pio thành Pietrencina sau này được chuyển xuống hầm đền thờ. Trung tâm của đền thánh là ảnh Đức Mẹ Khóc đặt trên một trụ cột sau bàn thờ chính ảnh đã được mang từ quảng trường Euripide về đây ngày 29 tháng 8 năm 1968. Ảnh Đức Mẹ đã được giữ tại quảng trường Euripide trong 15 năm trời. Bên trong đền thánh cũng có một bình thánh tích bằng vàng và bằng bạc, bên trong giữ vài giọt nước mắt của Đức Mẹ còn lại sau cuộc phân tích hóa học. Các khăn tay đã lau nước mắt. Ảnh Đức Mẹ đã chảy nước mắt ít nhất 58 lần Chương trình xây kết bên ngoài chung quanh đền thánh gồm các nhóm tượng kỷ niệm các lần Đức Mẹ hiện ra trong 100 năm qua tại Lộ Đức, Fatima và Siracusa và các mầu nhiệm mân côi. Trong số các tượng đã được thực hiện có cảnh truyền tin, Chúa phục sinh và Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 28 tháng 8 năm 1959, tức một năm sau biến cố ảnh Đức Mẹ Khóc, ngôi nhà nhỏ và khiêm tốn của hai ông bà Angelo và Antonina Janusso được thánh hiến bởi các giọt nước mắt của Mẹ Thiên Chúa đã được làm phép. Ngôi nhà được tân trang nhưng vẫn giữ y nguyên hình thái cũ, nhất là bức tường nơi đã treo ảnh Đức Mẹ bán thân, tay chỉ trái tim vô nhiễm bằng sành cao 28cm. Có một bàn thờ bằng cẩm thạch được đặt trước bức tường, trên đó treo một bản sao ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt. Kể từ khi xảy ra biến cố ảnh Đức Mẹ khóc, tín hữu khắp nơi đến kính viếng rất đông và nhiều người đã nhận được ơn lạ. Tính tới giữa tháng 9 năm 1953 đã có 300 phép lạ được ủy ban bác sĩ cứu xét và được Đức ông Kinh sĩ Salvatore Cicilia khi đó là cha chính tổng giáo phận Syracuse chứng thực. Sau đây là vài phép lạ trích từ tài liệu tháng 9 năm 1953. Ngoài bà Antonina Justo Janusso, hết mọi đau đớn và sinh con khỏe mạnh, còn có chú bé Salvatore Alifi gần 2 tuổi, bị bệnh kết bướu đại tràng và các bác sĩ cho biết không chữa được. Trong tình trạng tuyệt vọng, cha mẹ em khẩn cầu đức mẹ và em đã hoàn toàn khỏi bệnh sau đó. Bé gái Ensa Moncada, 3 tuổi, bị bại liệt cánh tay phải từ khi lên 1 tuổi. Sau khi được đặt miếng bông đã được làm phép trước ảnh đức mẹ lên tay, em đã cử động tay được bình thường. Bà Caterina Ferracani, 38 tuổi, bị tắc nghẽn mạch máu não bộ, bị bại liệt và câm. Sau khi được đưa đến kính viếng ảnh đức mẹ và sau khi được đặt mảnh bông được làm phép trước ảnh đức mẹ, bà lại nói được. Ông Bernardo Trancida, 38 tuổi, bị bại liệt sau tai nạn làm việc tại tỉnh Trapani cũng trên đảo Sicilia. Một ngày nọ, ông được đưa vào nhà thương tỉnh Livorno trung bắc Italia. Tại đây, tình cờ ông gặp một phụ nữ và một người đàn ông đang nói chuyện với nhau về các biến cố ảnh Đức mẹ khóc tại Syracuse trong cuộc tranh luận là người nghi ngờ ông nọ nói với bà kia là ông sẽ tin nếu tận mắt trông thấy một người bất toại đi được. Người đàn bà liền trao cho ông Tranquila một mảnh bông đã được làm phép trước ảnh Đức Mẹ Khóc. Vào ban chiều, ông Tranquila vui mừng điện thoại về nhà báo tin là ông đã hoàn toàn bình phục. Câu chuyện ông khỏi bệnh bất toại đã gây tiếng vang lớn và được đăng trên nhật báo người đưa tin chiều Milano. Sau đó, ông Tarankida đã đi hành hương Siracusa để tạ ơn Đức Mẹ. Tin ảnh Đức Mẹ vô nhiễm khóc đồn ra rất nhanh, lôi kéo nhiều tín hữu hành hương hàng năm. Họ đến từ nhiều nơi trên đảo Sicilia, cũng như các miền khác trên toàn nước Ý, và từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ không chỉ mang theo các chứng thực đức tin và biểu lộ tình yêu của mình, mà của cả các thành phố và quốc gia của họ nữa. Họ đến để cầu nguyện, thực hiện lời đã khấn hứa với các vật tạ ơn Exvoto, để gặp gỡ mẹ Thiên Chúa và tín thác cho mẹ một bí mật nung nấu trong con tim, một nỗi khổ đau, một thất vọng, một niềm vui. Họ đến để tìm một sự an ủi nâng đỡ và để cảm ơn Đức Mẹ. Vào lễ phục sinh năm 1954, tờ thông tin Đức Mẹ khóc bắt đầu được ấn hành bằng tiếng Ý, và hai năm sau có ấn bản bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Hiện nay tờ thông tin được in ấn bằng năm thứ tiếng Ý, Đức, Anh, Pháp và Hòa Lan lên tới hơn 165.000 ấn bản. Mục đích là duy trì sống động kỷ niệm biến cố Đức Mẹ khóc và phổ biến sứ điệp các giọt nước mắt của Mẹ Thiên Chúa. Tờ thông tin chú ý tới các giáo huấn của các giáo hoàng và các tài liệu về Đức Mẹ, thần học thánh mẫu, suy tư về ý nghĩa biến cố Đức Mẹ khóc và các tin tức thời sự nhìn dưới ánh sáng đức tin. Từ năm 1967, khi được yêu cầu, thánh tích Đức Mẹ được rước tới các giáo xứ trong thành phố Syracuse và các giáo phận khác trên toàn nước Italia cũng như tại hải ngoại. Đi tới đâu, thánh tích cũng lôi cuốn tín hữu chạy đến kính viếng và khẩn nài Đức Mẹ, thức tỉnh đức tin, khơi dậy lòng thống hối trong đền thánh có nhiều nhóm hoạt động tông đồ nảy sinh từ biến cố Đức Mẹ Khóc. Nhóm người trẻ thiện nguyện của lòng bác ái có mục đích quảng đại tham dự tích cực vào cuộc sống tại đền thánh và các công việc tại đây, chuẩn bị phục vụ với lời cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và thực thi tình yêu huynh đệ, trợ giúp tín hữu hành hương, đặc biệt là các bệnh nhân. Huynh đoàn tinh thần thừa sai các giọt lệ của Đức Maria được thành lập năm 1973. Sau một thời gian khủng hoảng, huynh đoàn đã tái hoạt động mạnh mẽ năm 1978, mục đích là sống linh đạo phát xuất từ các giọt lệ của mẹ Maria. Đây là một phong trào đức tin và cầu nguyện có tầm mức quốc gia và quốc tế, nhằm canh tân tinh thần sống đạo của các Kitô hữu. Từ thập niên 1970 trở đi, người ta cảm thấy nhu cầu phân tích và đào sâu các biến cố và tài liệu liên quan tới việc Đức Mẹ khóc trên bình diện thần học, cùng với dấu chỉ ngôn sứ của biến cố và tính cách thời sự của một câu trả lời mà thế giới được mời gọi đáp trả. Đây là lý do của tuần học hỏi Thánh mẫu Syracuse trong các ngày từ 19 đến 24 tháng 6 năm 1978. Ngày 24 tháng 3 năm 1981, trong số các bức ảnh bên ngoài Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazareth, bức khảm đá màu Đức Mẹ Khóc do Đền Thánh Siracusa tặng đã được gắn lên tường trước sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem. Nó nhằm minh nhiên sứ mệnh ngàn đời của Đức Maria Thành Nazareth khi chấp nhận vai trò là mẹ đấng cứu thế cũng trở thành mẹ của toàn nhân loại. Các cử hành đặc biệt nhất tại đền thánh Đức Mẹ Khóc ở Syracuse là lễ kỷ niệm hàng năm biến cố Đức Mẹ chảy nước mắt từ các ngày 29 tháng 8 tới mùng 1 tháng 9. Mục đích các cử hành này là mạnh mẽ canh tân lời loan báo sự hiện diện hiền mẫu của Đức Maria trong lịch sử giáo hội, một sự hiện diện tiếp tục sự hiện diện tại tiệc cưới làng Cana, trong đó mẹ đã nói với gia nhân của gia đình có đám cưới: "Hãy làm những gì Ngài bảo." Lời mời gọi hoán cải tâm lòng, thay đổi cung cách suy tư hành xử liên tục vang lên trong các ngày này. Các buổi cử hành bao gồm các lời cầu phụng vụ, đặc biệt là cử hành thánh thể và lãnh nhận bí tích sám hối và tái thánh hiến thành phố và tổng giáo phận Syracuse cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Với cùng tinh thần đó, hàng tháng thánh tích được trưng bày cho các tín hữu kính viếng sau thánh lễ ban chiều và có cuộc rước nến bên trong hầm đền thờ. Trong nhà nguyện thánh tâm, mỗi buổi chiều đều có giờ thờ lạy mình thánh Chúa là lúc tín hữu suy gẫm về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa dân Ngài. Tiếp theo đó là buổi lần hạt mân côi, tiếp tục các buổi lần hạt tự phát của tín hữu tại đường Orti trước căn nhà nơi ảnh Đức Mẹ đã khóc. Trung thành với lời mời gọi Đức Phao-lô sáu đưa ra trong tài liệu lòng tôn sùng Đức Maria tại đền thánh Syracuse tín hữu sống sâu đậm năm phụng vụ đặc biệt trong các mùa vọng lễ Giáng sinh mùa chay lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và trong các ngày lễ kính Đức Mẹ các sinh hoạt phụng tự tại đền thánh cũng luôn luôn chú ý tới giáo hội hoàn vũ và toàn thế giới. Siracusa đã trở thành nơi của các cuộc hội họp cầu nguyện khi có các biến cố ý nghĩa buồn cũng như vui. Ngay từ năm 1955, ngày 27 tháng 11 đã là ngày cầu nguyện cho các giáo hội Kitô Đông Phương với thánh lễ trọng thể theo nghi lễ hy lạp Byzantine. Hàng năm có tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu với tín hữu các giáo hội Kitô Anh em Baptist và Van sau cùng, tín hữu Syracuse cũng ghi nhớ các buổi cử hành đại kết với Đức Tổng giám mục Damaskinos Papandrea, Tổng thư ký Thánh Công đồng của toàn thể các giáo hội chính thống ngày 21 tháng Giêng năm 1976, và Emilianos Timiadis, đại diện Đức Demetrio I, Thượng phụ chính thống Constantinople ngày 2 tháng 2 năm 1977. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kHz, tức là 31 m 25 và 11.900 kHz, tức là 25 m 21 Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.